môn này cái chỗ nào là giật lệ rồi về cờ anh ấy trả tịch nhau cờ chẳng chuẩn ra khoa cái nắp này đang có hoàng dân chúng nên ta lại đã buộc tổng thống Donald Trump hàng chục bị đình ta lại bị bằng trẻ ta xem rằng từ đó Donald Trump đi nhưng bắt chả mấy như bắt mết lệ tướng chẳng lại đi PR chả mấy cái nhục lùng lâu cái trung đoạn mà anh ấy chả mấy nên tôi cái đáng dân chủ như yếu Joe Biden hàng lại bắt mết này như yếu sau màn trình diễn tranh luận đầu tiên giữa đường kiếm tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump, chính quyền Mỹ đang dậy lên những luận ý kiến trái chiều về màn thể hiện của ông Biden. Khi đó, cuộc tranh luận này có thể khiến các đồng minh của Mỹ chuẩn bị tinh thần cho kịch bản trở lại của ông Donald Trump. Dù đã tạo bộ đạo này tùy phiếu để ta xem lặng lùm ta có tạo bộ đạo này lại lâu một phá ra lắm đồng tổng thống Donald Trump hàng Joe Biden. Tuy hàng tạo bộ như chi kịch bản hà này là các thông tin thế giới lệ tương là cái nhầm đạo này đã bộ lại phiếu lệ bộ dự tùy lục lậu nhố kiện cái đấy xem lặng rất kỹ càng thậm chí lệ nhiều mạ đừng lâu đi lệ bảo đó tổng thống Donald Trump chụp cái đầm này đấy lệ lệ vừa ra phiếu màu mà nó lệ tầm lệ phiếu giá này đi là hiểu lệ xem đâu có khiêm bạn tổng thống Donald Trump như lệ nên nước này là một niềm đáp tôi xem rằng bốc lắc tôi hàng Donald Trump như lệ đỡ ra chưa biết đến như được năm quyền bộ mỏ phà đèo lần trả Mỹ như chụp phước lại cần rùng lũ như do cuộc chiến thứ ba với đã Trump đi tôi hàng này mang thế giới hàng này như lung lay về mạng đối với đảng cộng sản hàng này lại như rút mà anh tạm biệt ta đang có hòa đi mạng nó này liên quan đến Trung Quốc nên lúc mệt vả đã thấy buồn sáng tại nhà có mấy hàng lại diệt lệ rồi vì hiếm pa lại đờ đã tổng thống Donald Trump bờ đã tổng thống Joe Biden nhô đi cất tụ dừa cả tập phố nên ta lại tụ dừa mệt vả giờ được buồn sáng về thì buộc lại lại tiếp của tao đã này lại dừa ta tiếp bằng lại nâng bảo họa lại xịm lè đùm đã ra lâu thì cả ông máu doan mút mà để ta tiếp lúc thầy nguyên thủy thủy thì tại giàu là lúc đùm đùm thì tạo một thao xịm lẽ doan pè sống qua ngày đấy ta bơ căng sàng ta căng căng để ta tiếp đời nào chẳng giàu ta cũng không giàu tiếp nữa tiếp mà xong ta lúc này hiếm bá lúc ta này như giàu thầy buổi 4.0 ra đây hiếm bá ta tiếp như không một lấy máy móc không mò kẹt kỳ sang quả núi lê đang thăm mò bình đập bồn rím trả như không mò giữa nó nhìn tìm mò đấy ba lại tối cha mỹ lại nhổ tạo tai mười tá như ba cất tụ dừa từ đã trốn đi bờ đã chùa với đơn đi thế nên tạo bu theo có mô tu tập tam nông nó lạc ta mô tu nhỉ tơ đã đáng dân chủ đi lại nhiều lưu quân tâm hết lại đồng thuế cái lệch lại đi PR lấy lại nâng nọ dập nâng nọ ấy xịn được cái nằm vụ rập lời này về mà xong mà nó mơ lợi mà hại mà dưa cất cơ mày càng hiệt lê mò mát là mò ngột ta đang hiệt chủ đi đang chủ đi để bồ lát ta đi buồn sang ta lại bật hậu đi PR dưa cất cái nòng bình nửa trong xác công chức nhà nước đi PR bơm nuôi con nuôi nào buồn sang được đại thoát đi biển liên công chức nhà nước lại xị nâng nợ với nhiều nhiều lệ chấp nhá ở đây vụ nhiều lệ mà phi bằng nhiều lệ xăm lại nhiều lệ nó lại bỏ mò màng quyền lợi yếu con nòng prai con nào tìm được lại được lệ đồng tu chia ai lưu mà dần tiền đồng thuế nữa nó nhở dưa đàn nước Mỹ như giàu đàn anh của thế giới nó nhở chứ nó tạo bộ PN ốc lệ này lệ ở ta đà bộ thì tổ thì ăn ta tiếp mà gửi hạt tiếp mà hạt tiếp sẽ gì bộ gì tiếp một tiếp nữa nên mệt vả quý đức đạt đang đang có hoài nhận định chứ bây lợi cả ta tụ dừa cả ta đang có hoài đi là nhiều không cả chặt bây một lại rung lên nhiều không được cả hà nên những cái nhầm của Trung Quốc tứ đạt đồn trong đi yên tâm nhưng bà tôi lau để bố lại ứng cử lau đi tổng thống đồn trong nhà nhưng bà lập tranh luận rồi trở lại bầu cử này nhưng bà nhớ kỹ công ty TikTok ở nước Mỹ công ty TikTok của Trung Quốc chú bố công ty
trục xuất về nước. Lê băng non trong bộ càng trong cái làm bộ càng do chip của Trung Quốc nó nè cho nên tổng thống đang hòa như ngạ từ đô đô tông như ngạ cho nên xăm nặng này là đại nhục đi trong mới đi tôi đã bộc hiệu là trong 100% như đi tôi đã như ngạ mẹ một càng đặc biệt thấu xăm ta lại phương hướng tôi đã bộ là nội có sách mình có chương đã bộ là nội thông tổng thống trong địa do nó hạn này các đảng dân chủ phe đảng dân chủ hạn này như ép mưu kế anh ta biết càng ép phụ lệ chấp lọc cỡ Joe Biden như càng thay thế càng tranh luận của bọn này nên là thua phố đáng này đã bổ lệ trở lại này là xa đáng xa lại càng tụ chung tích cũng đoàn núi lấy càng gần ngăn xong trở lại gì trở lại rung nhố nhiều một thằng ăn úp tôi đã về ủng hộ hà này ủng hộ cỡ đang dân chủ này Joe Biden là lũ của mắt bằng lớn nhất thì đảng cộng sản Việt Nam vật là đảng Trung Quốc lũ đảng còn Nga này đi ủng hộ bộ thủ của bộ kèng úp cả đảng cộng hòa đi càng đảng dân chủ đi nên được đặt hạt tôi tạo bộ đạo này lại bộ lại tổng thống Donald Trump hàng Joe Biden lao đi Donald Trump nghe như vậy gà hàng rào biên giới như vậy Mexico xong nhưng bạn tớ tổng thống Donald Joe Biden đi nhưng bạn như chữ vừa ru hiện tâm nhé rào hàng rào nữa như ru hiện lên thằng Prem nuôi nhập cư bất pháp tôi loại một nhỉ nè hát tôi bị hát tôi nè phò bị phò nó mất xâm nhập vào chà mì muốn như xâm nhập chà mì lan tràn lên chà mì hiểm bạ mang non mòm nuôi hem mòm nuôi sạp nó nè đa trị yạt rào đàm nuôi khủng bố này thì hiện lưu tôi loại như nhiều tôi chung biết nó nè trả lời những kẹt tri lên chà mì mà thâu giờ đã bộ thâu tương lai hiểm bạ chà mì do nó hạn này tôi đáng có hòa này là những cái đố như hụi lại mang non lại nuôi một lần chả là như lũ lệ đâu nuôi nặng buồn sang cô phun một lần lại đọc một đoạn mão xả đua cơ cho này nâng bằng hóa lực đọc lại đoạn mạng anh này cái nhiều brung ta lại đọc hào này đọc hào đi đó là bộ vui đi ta đôi nó đồng đi chùm tu chùm bò cộng nuôi độ bể đi nhẹ dấu biên giới Mexico hàng rào bởi miền Tây này hàng này là lại tương bồ máu dị giáo thầy xanh nhập cư bất pháp là những bạn như trục xuất trả bởi nhiều rồi nhưng không lệ trả rồi này buồn gì cả tới lần giữa nó hàng này tương trả còn các ủng hộ tầm nhớ cỡ đáng sự chú bê đần giờ chú bê đần lấy nhiều thầu chung nuôi pi bằng xong chung bơm nuôi pi bằng lấy những bát thấu cỡ trở lấy tân áp bởi đạt lấy rung răng làm trả cái nhập cư nó là chỗ bây giờ này lại trình hàng này lại từ đội bộ này lại lũ nào buồn sang như pô như bộ kẹo tớ chú bây giờ nhiều kẹo đang cộng hòa đến chẳng tôi đang bao cứ kẹo đi kẹo luôn tầm lũ chẳng còn ủng hộ với chú bây giờ nên thua cả đội bộ ưu thế này lại từ đội bộ hàng này lại bằng nước Mỹ hàng này lại nhờ bảo vệ phiếu lên đường cặp lăng cỡ lại mãi móc và đã luôn tà như chập cái mãi đội bộ đại này là tùy vệ trả lời phiếu đi là đội trong đi luôn cái mãi nên ta lại đi nó lại mò hại hay gật hại tương bình nuôi cái nạp tạp bình nuôi nhà giàu nhập cư bất pháp bình mò thảm à là tụi chả mi lấy hàng này đang lặng trục xuất bệ đi biển giới Mexico hàng trăm hàng nghìn người độ bình độc lần lệ đừng tôi hàng đồ trong đi như là chúng ta họ đi lại bị bằng nồng nọ bu hèm cả từ Trung Quốc nhiều về lệ trục xuất và trả những thứ buộc càng đội chung Trung Quốc để buộc Manusa nhập cả chà bảy cả ni tây đạt lê tướng biển đông lê tướng cờ tờ lê đấu tranh về nhân quyền tôn giáo nước bảy vi phạm chà bảy một lời rung lên la hàng lời đạo như được cài chặt nón lê tướng tương biên nội lộ chà là nhiều nón lê ở prey nhục lệ phi bọc cái chà cái chụp bộ bộ trụ chà là miệng tôi không đồ nó trống như được lê sẽ nón nên ta lại lùm nuôi hiện đại buồn sang ta đoạn về ta cao thằng buộc lão thằng nhân đạo thâu ta lại bọt lần đang chặt răng gất điệu ta bao nhiêu nhìn liên quan đi cất nó có mày hẹp bắp nhẹ và hẹp lời dần vậy liên quan gất dừa lại tiếp nạm nuôi ta thâu xịm lẻ lê trong thâu mạ bọt chẳng phụng bồi gấp nó cắt thâu địch giả nó phục phục gặp nhiều nó thâu cao phục gặp chặt có nòng ta pô chàng ta pô cao ta pô tập thâu gì nào dừa mầm nuôi tuột pô này đang công hóa ăn chả mì mà đang dân chủ chả mì quá xong đang dân chủ vẫn có cái như đang dân chủ nhìn nào về kinh tế
lại chị em lẻ ta mò phụ rung này đi lại nhưng bạn như con nào ngoại giao đàm phán để tới nhà để lạc đi nào cả đi về nữa vừa đăng công hỏa như mọi mọi học lũ rõ bơi bây giờ nhiều nào ngại tôi nói vừa rồi sẽ tôi nói mất mày lê lại lê ra coi để xem lạc biệt lấy video đặt lên này tinh thần cho kịch bản trở lại của ông Trump. Cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump diễn ra sớm hơn so với thường lệ khi cả hai ứng cử viên đều chưa chính thức nhận được đề cử của các đảng của họ. Trước cuộc tranh luận, những người ủng hộ Tổng thống Joe Biden đã hy vọng cuộc tranh luận sẽ xóa tan lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông. Nhưng một số nhà lập pháp, nhà phân tích và các nhà đầu tư lại cho rằng sự kiện này thực tế đã tiếp thêm động lực cho cựu Tổng thống Donald Trump. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kunihiko Miyake, nhà ngoại giao của Nhật Bản đã nghỉ hưu và đang làm giám đốc tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Cannon nhận định rằng ông Trump không thắng như ông Biden có thể đã mất điểm. Không giống như 8 năm trước, Nhật Bản cũng như các đồng minh châu Âu và châu Á khác đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nên ta lại bình luận, ta lại Tổng thống Donald Trump và Joe Biden này. Hàng lại phiếu. Sẽ bắn thôn lâu đi, cắt lại dịch lệ bọn này. Ta bộ hồi đoạn này lưu bộ mãi xong được cuộc như lệ mà. Xem tôi này mừng niệm lẹp lại bởi dự sẽ nục luôn chúng ta rồi này. Nên là xem làng biệt lại dịch lên mệt vả. Nhiều, tuy nhiên, ông Trump là một người khó đoán. Nên hôm nay mang thế giới nước Mỹ hôm nay là ta bàn lặn là này là bắt đầu dự đoán đó chỉ. Lại phiêu đi, đi làm tầm nhé. Cứ bớt ta lại gặp lại những ngại nhưng bạn. Đã lưu nuôi hệ đoàn hình đồ tổng thống Donald Trump. Ất lưu nuôi bớt đã buồn sang phun. Nên chẳng tổ chúng tổng thống Donald Trump nhé. Cứ ta lại mạ phát lê trong thọ khắp buồn sáng lê trong tơ đi pia đã buồn sáng phục phun một lần xăm tổng thống Joe Biden nhưng bà nhiều tụ chung nuôi riêng cả lần chặt nạp lập lại cái nhập bố màu lúc lại cái nạp tập năng lút lại sang lê trong ia dấu ia lại tuyết này thì nó xịp bố mại thôi với đất hà tổng thống đồn rồng lần nhưng bà sang dầu trôn tầm nhờ như đi như hai mặt có lợi với có hại nên mong này trên new free là chun tập nên và bị dòng tập buồn sáng khắp những cái sân lăng trên new free cất lại là chun cờ pro chặt nhau tin tức thế giới trong ngày cất lại dệt lên này bị bằng buồn sáng khắp những.